Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và châu Âu đang đứng trước cơ hội to lớn để nâng tầm quan hệ phát triển mạnh mẽ. Các ngành kinh tế của châu Âu và Việt Nam mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Hiện châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Các doanh nghiệp của châu Âu đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam và mong muốn trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Châu Âu phát triển nhanh chóng. Châu Âu luôn là đối tác quan trọng hàng đầu mang tính chiến lược của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Châu Âu hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, là điểm đến của 18% lượng hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh Châu Âu tại khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore, với tỷ trọng 19,1% trong tổng kim ngạch thương mại giữa EU và ASEAN. Quan hệ giữa Việt Nam và Châu Âu đã trải qua những đường dài, và chúng ta cùng tự hào về nhiều kết quả hợp tác thành công toàn diện. Các đối tác châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm đổi mới. Đặc biệt, kim ngạch thương mại trong 10 năm qua 2006-2017 đã tăng gần 5 lần và đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Ngày nay, Việt Nam châu Âu đang đứng trước những cơ hội to lớn để có thể nâng tầm quan hệ và phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn quan hệ. Xếp thứ hai sau Hoa Kỳ, châu Âu là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại của Việt Nam. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, chỉ tính riêng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước Liên minh châu Âu EU đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 27,5%, điện thoại và linh kiện tăng 16,4%, điện tử, máy tính và linh kiện tăng 16,6%. Những cam kết và quy định mà Việt Nam và châu Âu đã thống nhất sẽ tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, mang lại tác động tích cực tiến trình cải cách thể chế, giúp hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định liên quan, tác động lâu dài, sâu rộng và tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp hai bên khai thác lợi ích từ các hiệp định. Mặc dù quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU đang phát triển nhanh chóng, nhưng Việt Nam mới chỉ tập trung vào các nước như là Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Italy. Đây là năm thị trường lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, cả về xuất khẩu và nhập khẩu, chiếm khoảng 68% tổng thương mại với các nước châu Âu. Điều này cho thấy xuất khẩu Việt Nam chưa thực sự tập trung vào nhóm các thị trường còn lại của châu Âu, và vì vậy tiềm năng cho Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường này còn rất lớn. Đặc biệt, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA cũng như giữa Việt Nam và Khối Mậu Dịch Tự do châu Âu EFTA có hiệu lực. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam, tác động cộng hưởng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và các Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã ký là rất lớn, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế đổi mới của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam ngày càng tăng trưởng tại các thị trường có FTA. Đối với cả Việt Nam và EU, có thể nói, thương mại hàng hóa sẽ là lĩnh vực hứa hẹn nhất hiện nay do việc xóa bỏ thuế quan sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, vốn đã và đang phát triển mạnh mẽ giữa hai bên. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA được coi là hiệp định thế hệ mới, mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, để nắm bắt được những cơ hội lớn từ EVFTA còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Bộ Công Thương đã và đang thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mở rộng thị trường, tập trung khai thác lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. Bên cạnh những chiến lược dài hạn, các doanh nghiệp cần tận dụng những cam kết, ưu đãi từ các hiệp định đã ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng này.